Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cánh gà chiên. Cách làm thì cũng rất là đơn giản mà rất là thơm ngon, rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình. Món này ăn chơi cũng rất là ngon, hay ăn với cơm thì khỏi phải nói, hào cơm dữ lắm, hào cơm luôn. Và cách làm thì rất là đơn giản lắm. Và hôm nay mình sử dụng nửa kg cánh gà. Cánh gà thì mình đã rửa qua muối với chanh để cho nó bán đi hết cái mùi tanh của cánh gà nha quý vị. Quý vị thấy cánh gà này rất là tươi, thịt cũng rất là nhiều. Rồi các nguyên liệu khác thì có tỏi nè, rồi gia vị thì có muối, bột ngọt, bột nêm, đường cát, nước mắm và dầu ăn với giấm nữa nha quý vị. Rồi trước tiên các thép tỏi thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn để nữa mình phi. Cánh gà thì mình sẽ khứa ra làm hai là được nghe quý vị. Mình để nguyên cánh thì nó hơi bự quá, mình hơi khó chiên, cho nên mình khứa ra làm hai để mình dễ chiên. Và thứ hai là mình ướp gia vị nó sẽ dễ thấm hơn. Thì mình cho nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt vào trong dĩa cánh gà, khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm, khoảng một muỗng cà phê đường cát và nước mắm. Thì mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê nước mắm nha quý vị. Các gia vị thì mình cũng ướp chừng thôi, cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình ướp sao cho nó vừa ăn. Sau đó mình đảo đều lên, rồi mình để cũng khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình chiên nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái phần chua ngọt luôn. Đây là chai giấm, giấm thì nhà mình nuôi sẵn luôn nha quý vị. Thì mình cho vào trong cái chén cũng khoảng 4 muỗng canh giấm. Nếu nhà mình không có giấm thì mình có thể thay thế bằng chanh hoặc là me nha quý vị. Mình lấy cái phần nước cốt á. Rồi nước mắm thì mình cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm vào. Hôm nay mình chiên cánh gà nè. Rồi mình có cái phần nước sốt chua chua ngọt ngọt nữa để cho nó ngon hơn. Rồi đường cát thì mình cho khoảng 4 muỗng canh đường cát vào. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình nó tan hết trong cái phần nước lọc nước mắm luôn. Rồi mình sẽ chiên với cánh gà nha quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Mình sẽ chiên hai lần nha quý vị. Lần đầu thì mình sẽ chiên khi mà cánh gà nó hết cái phần đỏ là được rồi. Khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho các cánh gà vào. Cánh gà này thì nãy giờ mình ướp thì nó cũng khoảng gần 20 phút rồi đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Rồi mình chiên. Và mình chiên thì mình để lửa vừa vừa thôi. Lần đầu thì mình chiên cũng khoảng 4 đến 5 phút nha quý vị, cho nó hết cái phần đỏ là được rồi. Lần thứ hai thì mình sẽ chiên lại với nước mắm và cái phần giấm đường. Mình làm cái phần nước sốt chua ngọt đó quý vị. Trong lúc chiên thì mình đảo qua một lần là được rồi. Và sau thời gian nãy giờ cũng khoảng gần 5 phút rồi, những cánh gà của mình đó quý vị, nó hết cái phần đỏ là được rồi. Và bây giờ mình sẽ gấp hết gà dĩa luôn. Rồi mình bắt cái chảo khác lên nha quý vị. Rồi mình cũng cho một ít dầu ăn vào, cũng khoảng 2 muỗng canh dầu ăn đó quý vị. Tỏi nãy mình băm nhuyễn nè, mình cho hết vào luôn để mình phi. Trong lúc phi thì mình đảo đều lên nha quý vị. Đó, bây giờ tỏi phi của mình nó vừa hơi vàng vàng óng ánh lên là được rồi. Mình sẽ cho cái phần nước sốt hồi nãy mình làm nè, khoảng hơn nửa chén đó quý vị. Rồi tiếp tục mình cho cánh gà vào luôn để mình chiên. Cánh gà thì làm được rất là nhiều món ngon nha quý vị. Ngoài cánh gà chiên chua chua ngọt ngọt như nhà mình, có thể mình chiên với nước mắm nè, rồi mình chiên cay nè,
hay là mình là chiên chua ngọt cũng rất là ngon, tuyệt vời nha quý vị. Đó, và sau một hồi thì cánh gà chiên của mình đó quý vị, nó cũng đã gần gần chín rồi đó quý vị. Mình đảo thêm một lần nữa rồi tiếp tục mình chiên nha quý vị. Khi nào mà nó rất là sền sệt là luôn, rồi các cánh gà của mình nó hơi vàng vàng óng ánh lên luôn thì mình sẽ gấp ra nha quý vị. Đó, nó sệt như vậy nè quý vị thấy. Đó, trong màu sắc rất là đẹp, trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Đó, mình đảo qua một lần nữa nha quý vị, rồi mình chiên thêm cũng khoảng 1 phút nữa là được rồi. Đó, trông rất là hấp dẫn lắm luôn, thơm rất là thơm luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tắt lửa luôn nha quý vị. Cánh gà chiên của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Món này mình để ăn chơi cũng rất là ngon, ăn với cơm thì rất là tuyệt vời. Người lớn và trẻ em ăn rất là tốt cho sức khỏe nha quý vị. Món này rất là bổ dưỡng lắm luôn. Làm theo cách ở nhà mình thì cũng rất là đơn giản lắm. Và bây giờ thì mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn, chuẩn bị mình dùng trong bữa ăn ở gia đình mình. Hôm nay mình làm một món canh gà chiên chua chua ngọt ngọt, rất là ngon lắm. Đó, cái phần nước sốt chiên đó đó quý vị, mình chan cơm hay mình chấm rau thì cũng rất tuyệt vời. Và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị. Cánh gà chiên chua chua ngọt ngọt cũng đã chín rồi, nửa kg thôi nhưng mà cũng rất là nhiều, gần đầy một dĩa luôn. Đó, màu sắc thì hơi vàng vàng óng ánh, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Món này mình thêm rau sống nữa nha quý vị thì rất tuyệt vời. Một món ngon dễ làm và làm thì cũng rất là nhanh, rất là đơn giản và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, Hữu Quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.